Xin chào quý vị và các bạn, Hành trình tương lai rất vui được gặp quý vị trong bản tin tổng hợp ngày hôm nay. Chúc quý vị khán giả thân yêu có một ngày mới với thật nhiều năng lượng và thành công. Và để tương tác hỗ trợ quý vị nhiều hơn nữa với tất cả các thắc mắc của quý vị khán giả, chúng tôi sẽ cố gắng hồi đáp ngay bên dưới phần bình luận của mỗi một video. Như thường lệ, sau đây sẽ là điểm tin trong nước. Mời quý vị cùng theo dõi. Mới đây, theo thống kê của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, 90% số vụ tai nạn giao thông trong những năm gần đây liên quan đến học sinh rơi vào độ tuổi từ 16 đến 18, học sinh trung học phổ thông. Bậc trung học phổ thông hiện có 52% học sinh đến trường bằng xe đạp điện, xe máy, nhưng các em lại không có giấy phép lái xe, chưa được trang bị đầy đủ kỹ năng lái xe và kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ. Do vậy trong dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giao thông Vận tải đã bổ sung giấy phép lái xe A0 cho người trên 16 tuổi. Theo đó người 16 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A0. Về vấn đề mức phí để học thi bằng lái xe A0, bà Hoàng Hồng Hạnh, Phó vụ trưởng vụ pháp chế thanh tra Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, có thể miễn học đối với học sinh đã tham gia học các khóa tìm hiểu về pháp luật giao thông đường bộ do trường phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tổ chức và phải tham dự sát hạch để được cấp giấy phép lái xe. Theo cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Lắk, từ ngày 20 tháng 6 đến nay, bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên đã tiếp nhận 14 trường hợp gồm 13 trẻ em và một người lớn 65 tuổi chuyển đến từ ba ổ dịch bạch hầu ở tỉnh Đắk Nông, hai ổ dịch ở xã Quảng Hòa, huyện Đắk Lông và một ổ dịch ở xã Đắk Xô huyện Crong Nô. Qua kiểm tra xét nghiệm đã phát hiện hai trường hợp dương tính với bệnh bạch hầu là một trẻ em và một người lớn 65 tuổi. Hai bệnh nhân này đã mắc bệnh bạch hầu ác tính viêm cơ tim cấp tính rất nặng. Các trường hợp còn lại đang được theo dõi tại một khu cách ly riêng biệt và lấy mẫu xét nghiệm. Sau đây sẽ là một số thông tin về bệnh bạch hầu. Bệnh bạch hầu là bệnh nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao và lây lan rất nhanh. Triệu chứng bệnh khá rõ ràng, bệnh nhân sẽ có các triệu chứng lạ như ho sốt, mất tiếng, khàn giọng, đau họng hay nổi hạch trắng trong cổ họng. Người mắc bệnh bạch hầu thường có tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng. Độc tố bạch hầu gây liệt cơ, viêm cơ tim dẫn đến tử vong trong vòng 6 ngày. Tỷ lệ tử vong khoảng từ 5 đến 10%, tỷ lệ tử vong có thể cao hơn với trẻ em dưới 15 tuổi. Vì vi khuẩn bạch hầu lây truyền chủ yếu qua đường hô hấp nên tốc độ lây lan rất nhanh, có thể xâm nhập qua da tổn thương gây bạch hầu da. Sau khoảng 2 tuần nhiễm vi khuẩn, bệnh nhân đã có thể lây nhiễm cho người khác. Mới đây 50 bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Giao thông vận tải Hải Phòng bất ngờ phải chuyển chỗ chạy thận sang bệnh viện khác. Ông Bùi Hữu Hoàng, giám đốc bệnh viện, cho biết lý do tạm dừng chạy thận là hệ thống máy móc y tế không đảm bảo ảnh hưởng đến sự an toàn của bệnh nhân. Ông Hoàng cho hay trước mắt bộ phận trang thiết bị của bệnh viện và kỹ thuật viên trong khoa đã kiểm tra, đưa các máy chạy thận nhân tạo sớm hoạt động trở lại. Sự việc này cũng xảy ra cùng lúc với việc 32 bác sĩ ở 5 trên 6 khoa tại đây nộp đơn nghỉ việc do không nhận được lương và phụ cấp nhiều tháng nay. Theo báo dinh.vn đưa tin, một đường dây nhập lậu mua bán linh kiện súng săn số lượng lớn vừa bị phát hiện tại Hà Nội. Đây là loại súng có sức sát thương lớn, có thể gây chết người. Nhóm đối tượng bị bắt giữ gồm lò Văn Quý, 23 tuổi quê ở thị xã Nghĩa Lộ, Yên Bái, Trần Mạnh Linh, 34 tuổi ở quận Đống Đa, Hà Nội, Bùi Quang Thắng, 36 tuổi quê ở huyện Tân Yên, Bắc Giang và Vũ Quang Quân, 35 tuổi ở quận Ba Đình, Hà Nội. Theo xác minh của Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an, khẩu súng bị thu giữ là súng hơi thuộc súng săn, 100 viên đạn là loại đạn trì. Súng và đạn bắn vào cơ thể sẽ gây chết người hoặc bị thương. Hiện vụ việc đang trong quá trình điều tra để xử lý. Công an thành phố Thái Bình đang điều tra vụ hai thanh niên hành hung một cán bộ phường trên địa bàn khi đang đi đón con sau giờ làm việc. Theo báo dân trí, người bị hành hung là ông VVP, sinh năm 1989, cán bộ công chức tư pháp, hộ tịch phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Chiều ngày 18 tháng 6, như thường lệ, sau giờ tan sở, ông P đi đón hai con nhỏ về. Khi đi trên đường Lý Thường Kiệt thì bất ngờ có hai thanh niên lạ mặt chở nhau trên xe máy, cố tình xô vào phía sau xe khiến ông P phải dừng lại. Sau đó một trong số hai thanh niên chạy lại hỏi Mày có phải là P không? Rồi vung tay đánh tới tấp vào mặt ông P khiến ông P choáng váng, bất tỉnh bên đường. Theo ông P, trước ngày xảy ra việc, ông có gửi đơn tố cáo đến Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình để tố cáo lãnh đạo phường Lê Hồng Phong thiếu trách nhiệm, cố ý không giải quyết đơn đề nghị việc thực hiện quy trình nhân sự tái cử ban chấp hành đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020-2025, cố tình đưa người không đủ điều kiện tiêu chuẩn để giới thiệu vào các chức danh lãnh đạo. Sự việc đang được tiếp tục điều tra và làm rõ. Mới đây, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đã lên tiếng bác bỏ các thông tin lan truyền về việc Mỹ sẽ ngưng cấp visa cho du học sinh Việt Nam từ đầu tháng 7. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết không có bất kỳ thay đổi gì về chính sách visa Hoa Kỳ dành cho công dân Việt Nam và nói rằng Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội đang trông đợi khởi động lại các dịch vụ cấp visa tại chỗ ngay khi có thể và sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ đương đơn xin visa du học Mỹ. Mới đây, theo truyền thông trong nước đưa tin, Chính phủ Việt Nam đã đồng ý mở rộng diện tích dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ tại xã Long Hòa và thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ, thành phố Hồ Chí Minh, từ 600 ha lên thành 2.780 ha, tăng gấp gần 5 lần. Quyết định do Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng ký, tổng mức đầu tư được điều chỉnh lên mức 217.054 tỷ đồng. Dự kiến dự án sẽ được thực hiện kéo dài 11 năm kể từ ngày được cấp quyết định chủ trương đầu tư. Theo quy hoạch dự án được đầu tư hình thành khu đô thị du lịch biển, du lịch nghỉ dưỡng, hội thảo, hội nghị, đô thị thông minh, dịch vụ công nghệ cao, nhà ở, dịch vụ khách sạn. Báo tuổi trẻ hôm ngày 22 tháng 6 dẫn lời ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư thành phố Hồ Chí Minh trong buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Cần Giờ cho biết, dự án sau khi được phê duyệt chắc chắn là sẽ làm. Ông Nhân yêu cầu thành phố cần công bố quy hoạch, công khai lộ trình dự án cho người dân. FPT vừa ký thỏa thuận với Viện Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo AI hàng đầu thế giới Mila. Đây là một trong những sự kiện gây chú ý của làng công nghệ Việt Nam trong giai đoạn bình thường mới. Đại diện FPT có một số chia sẻ về kế hoạch phát triển AI của tập đoàn trong thời gian tới. Đại diện FPT chia sẻ, tham vọng của FPT là đưa công nghệ AI của Việt Nam lên tầm thế giới. Đồng thời, việc hợp tác với Viện Nghiên cứu Tốt đầu Thế giới về AI như Mila là một trong những bước đệm quan trọng của tập đoàn để hướng tới tham vọng này. Chiều ngày 23 tháng 6, Bộ Ngoại giao đã tổ chức họp báo về hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36 dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng. Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên về diễn biến phức tạp hiện nay trên biển Đông và phản ứng của các nhà lãnh đạo ASEAN tại hội nghị cấp cao lần này, Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng cho biết, trong các cuộc làm việc của các nước ASEAN đều có nội dung trao đổi về tình hình trong khu vực và thế giới. Ông Dũng cho biết, khi đó lãnh đạo ASEAN sẽ không lẩn tránh trao đổi về nội dung này. Nói cách khác, tất cả các vấn đề diễn ra trong thực tế sẽ được đặt lên bàn nghị sự của ASEAN. Với câu hỏi khác về khả năng nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC trong khuôn khổ hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao cho biết nội dung này không được đặt ra dịp này. Ông Dũng cho biết, ngày 1 tháng 7 tới sẽ có cuộc họp cấp SOM, quan chức cấp cao giữa ASEAN và Trung Quốc, tuy không phải về COC hay DOC nhưng cũng là cơ hội để nhắc đến việc này và tính đến việc khởi động lại đàm phán COC. Sáng ngày 23 tháng 6, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 9 tại quận Cái Răng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có phát biểu về vụ nâng giá máy xét nghiệm viêm phổi của Hán rằng như vậy là ăn quá dày, có 2 tỷ mà nâng lên thành 6-7 tỷ sẽ xử lý nghiêm minh theo pháp luật. Tiếp sau đây sẽ là thông tin về Trung Quốc. Theo tờ China Basebook, Book, nền kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng âm trong 3 tháng của quý 2 từ tháng 4 đến tháng 6 so với một năm trước. Điều này báo hiệu sự suy thoái bắt đầu của nền kinh tế này, mặc dù đã có những cải thiện nhỏ so với giai đoạn trước khi dịch biên phổi Vũ Hán làm rung chuyển nền kinh tế. CBB International cho biết, thông tin trong một báo cáo hàng quý dựa trên khảo sát của hơn 3.300 công ty. Các số liệu chính bao gồm lợi nhuận sản xuất, chi phí vốn và khối lượng bán lẻ vẫn ở mức thấp nhất trong lịch sử và hầu như không được cải thiện so với các chỉ số trong quý đầu tiên. Lĩnh vực bán lẻ có kết quả tồi tệ nhất với doanh thu và lợi nhuận giảm mạnh kéo dài chi phí tiến dụng giảm mạnh dường như không khuyến khích các nhà bán lẻ vay thêm báo hiệu lĩnh vực này sẽ tiếp tục suy yếu ngược lại lĩnh vực sản xuất đã tăng trưởng so với quý đầu tiên và ngành dịch vụ có kết quả kinh doanh tốt nhất báo cáo cho biết nhu cầu toàn cầu chậm chạp vẫn là một yếu tố chính khiến kinh tế trung quốc tăng trưởng âm sau vụ cận chiến gần đây của các binh sĩ Trung Quốc và Ấn Độ, Trung Quốc đã quyết định sử dụng vạn lý tường lửa chặn website chính thức của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi để ngăn việc người dân Trung Quốc truy cập vào các trang web xem quan điểm của ông Modi về cuộc xung đột này. Hiện tại, công dân mạng nước này sẽ không thể truy cập vào website chính thức của ông Modi Narendra Modi.in. Theo tin tức từ truyền thông nhà nước Trung Quốc Tần Hoa Xã, ngày 28 tháng 6 tới đây, tại thủ đô Bắc Kinh sẽ bắt đầu cuộc họp trong 3 ngày của Ủy ban Thường trực của Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc, NPC. Theo chương trình nghị sự, Ủy ban sẽ thảo luận về dự thảo luật sáng chế và luật kiểm soát xuất khẩu. Mặc dù luật an ninh quốc gia Hồng Kông hiện không nằm trong chương trình nghị sự, nhưng các nhà quan sát ở Hồng Kông suy đoán rằng Ủy ban Thường vụ NPC sẽ chính thức phê duyệt sự luật này tại cuộc họp sắp tới. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV Tân Kinh báo Beijing News đưa tin, tổng trạm quan chức Thủy Văn, thành phố Trùng Khánh vào lúc 11 giờ 50 sáng ngày 22 tháng 6 đã công bố báo động đỏ lũ lụt, nói rằng do chịu ảnh hưởng từ mưa lớn và nước suối thượng nguồn tăng mạnh, lưu vực Kỳ Giang toàn đoạn Trùng Khánh trong 8 tiếng đồng hồ tới sẽ xuất hiện siêu lũ lụt trong lịch sử. Dự tính mực nước cao nhất tại trạm Ngũ Xá trên sông Kỳ Giang, đoạn chảy qua quận Giang Tân sẽ vượt mức hạn chế phòng chống lũ từ khoảng 5,7 đến 6,3 m, mức tăng có thể đạt từ khoảng 10 đến 11 m. Cơ quan chức năng cho biết đến nay ít nhất 40.000 người dân đã sơ tán. Cùng ngày, Thời báo Hoàn Cầu của chính quyền Trung Quốc cũng dẫn lời một chuyên gia nhận định đập tam hiệp được thiết kế để đủ sức chịu nhiều áp lực hơn như thế. Ông Gu Sun, nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc khẳng định đập tam hiệp vẫn an toàn kể cả khi mực nước tại hồ chứa cao tới 175 m và lưu lượng nước đổ về đạt 75.000 m khối một giây. Ông này cũng lưu ý việc mực nước hiện tại cao hơn mức cảnh báo lũ 2 m nghĩa là đập tam hiệp cần phải xà đập để giữ lại cân bằng. Tiếp sau đây sẽ là tin tức trên thế giới. mới đây Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phân loại thêm 4 cơ quan truyền thông nhà nước Trung Quốc thuộc cơ quan ngoại giao. Việc phân loại này làm gia tăng hạn chế hoạt động của các hãng tin tức này tại Hoa Kỳ. Đây là động thái khẳng định rằng những thực thể này là cơ quan thông tấn của chính quyền Trung Quốc các hãng thông tấn gồm có đài truyền hình trung ương trung quốc china news service một trong những hãng tin tức lớn nhất của chính quyền trung quốc được điều hành bởi mặt trận thống nhất trực thuộc chính quyền trung quốc nhân dân nhật báo cơ quan ngôn luận chính thức của chính quyền trung quốc và thời báo hoàn cầu một nhánh con của nhân dân nhật báo Tại thành phố Seattle của Mỹ, tình trạng vô chính phủ, vô pháp luật và bạo lực gia tăng trong khu vực tự trị Capitol Hill. Do những người hoạt động trong phong trào, người da đen đáng được sống, Black Lives Matter. Trong đó có nhiều người theo chủ nghĩa vô chính phủ và vô tổ chức Antifa đã chiếm giữ khu vực Capitol Hill và lập ra. Gần đây, thị trường thành phố Seattle đã phải ra quyết định dẹp bỏ Lãnh đạo thành phố đã phải đối mặt với những chỉ trích gia tăng về khu vực biểu tình trong bối cảnh gia tăng các báo cáo về tình trạng bạo lực trong khu vực. Dù số cuộc gọi 911 tăng cao từ khu vực này, nhưng cảnh sát thành phố không thể vào bên trong khu tự trị. Tổng thống Donald Trump nói những người chiếm đóng bảy khu nhà ở thành phố Seattle là những kẻ bạo loạn và không phải là người tốt. Nhưng những người đứng đầu thành phố đã không làm gì nên chính quyền liên bang sẽ hành động. Tổng thống Donald Trump ngày 22 tháng 6 đã ký lệnh hành pháp mở rộng đáng kể các hạn chế nhập cư hiện tại, bao gồm một số chương trình lao động di cư tạm thời như chương trình thị thực H-1B. Chính quyền Trump nói rằng lệnh hành pháp mới này sẽ ưu tiên công việc trước hết cho người dân Mỹ khi nền kinh tế bước vào thời kỳ phục hồi sau phong tỏa ngăn chặn virus corona Vũ Hán lây lan. Theo tờ Reuters, một quan chức chính quyền Trump nói trong cuộc họp báo qua điện thoại rằng việc đình chỉ cấp mới thị thực với một số lao động nước ngoài sẽ mở ra khoảng gần 600.000 cơ hội việc làm cho người lao động Mỹ. Về tình hình dịch bệnh, Mỹ vẫn đang là quốc gia có tổng số ca nhiễm cao nhất trên thế giới với 2.388.225 ca nhiễm, trong đó có 122.611 ca tử vong và 1.003.062 ca hồi phục. Mỹ và Nga hôm thứ Hai đã bắt đầu các cuộc đàm phán về gia hạn hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới New START. Theo ước New START, Mỹ và Nga có thể triển khai không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân gắn vào các tên lửa đạn đạo liên lục địa, tàu ngâm hoặc phi cơ chiến đấu. Hiệp ước này cũng cho phép mỗi bên được thường xuyên kiểm tra bên kia để đảm bảo cả hai đều tuân thủ hiệp ước. Bên cạnh đó, trong thời gian qua, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cố thuyết phục Bắc Kinh tham gia các cuộc thảo luận thay thế hiệp ước START mới, Hiệp ước hạt nhân giữa Nga và Mỹ sẽ hết hạn vào tháng 2 năm 2021. Do Trung Quốc sở hữu kho vũ khí hạt nhân tương đương các siêu cường thời chiến tranh Lạnh, nhưng Trung Quốc đã liên tiếp từ chối đề nghị của Washington. Ngày 22 tháng 6, nhiều máy bay phản lực của không quân Trung Quốc, trong đó có ít nhất một máy bay ném bom đã xâm phạm vùng nhận dạng phòng không ADIZ của Đài Loan. Quân đội Đài Loan cho biết lực lượng phòng không nước này đã cảnh báo và xua đuổi tiêm kích Trung Quốc. Không quân Đài Loan xác định máy bay Trung Quốc xâm phạm lần này là máy bay ném bom H-6 và máy bay chiến đấu G-10, nhưng không cho biết có bao nhiêu máy bay đã bay vào khu vực nhận dạng và khu vực đảo phía Tây Nam. Đây là lần chạm trán thứ 8 của quân đội Trung Quốc và Đài Loan trong hai tuần qua, từ ngày 9 tháng 6 đến ngày 22 tháng 6. Lần chạm trán này xảy ra vào ngày Đài Loan chính thức thử nghiệm máy bay huấn luyện nội địa tiên tiến mới được hoàn thành. Tổng thống bà Thái Anh Văn đang đẩy mạnh việc tăng cường năng lực phòng vệ của Đài Loan, trong khi phía Trung Quốc đang tăng cường việc hiện đại hóa quân đội của mình. Brazil là nước chịu thiệt hại nghiêm trọng do đại dịch, xếp thứ hai sau Mỹ. Mặc dù vậy, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro ngày 22 tháng 6 khẳng định phản ứng của thế giới đối với những hậu quả do đại dịch gây ra là quá phóng đại, đồng thời tiếp tục bảo vệ quan điểm thúc đẩy mở cửa trở lại các trung tâm thương mại và khôi phục những hoạt động bị đình chỉ bởi các biện pháp giãn cách xã hội. Chính phủ Brazil mới đây đã chấp nhận chi trả hai mức trợ cấp hàng tháng cho 50 triệu người thất nghiệp, lao động không chính thức và người nghèo để giảm bớt những tác động từ đại dịch đến các đối tượng này. Song Tổng thống Jair Bolsonaro cho hay không thể tiếp tục vay thêm cho những khoản viện trợ khẩn cấp như vậy. Hiện tại Brazil có tổng số là 1.111.348 ca nhiễm, trong đó có 51.407 ca tử vong và 59.104 ca hồi phục chính phủ ấn độ đã thay đổi các quy định giao chiến của quân đội nước này ở biên giới trung quốc nhằm cho phép binh sĩ ấn độ được sử dụng súng đáp trả lính trung quốc trong các tình huống bất thường theo tờ time of india các chỉ huy quân đội có thể cho phép sử dụng súng và có toàn quyền đối phó với các tình huống bất thường bằng cách sử dụng tất cả nguồn lực theo ý của họ Ngoài ra, chính phủ Ấn Độ sẽ cấp tài chính nhiều hơn cho quân đội. Tờ Time of India đã liệt kê khoản tài trợ mới lên tới 5 tỷ rupee, tức là khoảng 66 triệu đô la Mỹ cho mỗi dự án mua sắm. Bên cạnh đó, không quân Ấn Độ đang có kế hoạch đẩy nhanh thương vụ mua 33 máy bay chiến đấu từ Nga, gồm 21 máy bay MiG-29 và 12 máy bay Su-30MKI. Lực lượng quân đội Hàn Quốc đã tiến hành các cuộc tập trận pháo tự hành ở Baju, Hàn Quốc, gần biên giới Triều Tiên. Lực lượng tham gia tập trận gồm nhiều liệu pháo tự hành K-55 và K-9 Thunder được sản xuất nội địa. Các loại liệu pháo tự hành có khả năng cơ động cao mang lại lợi thế chiến thuật lớn. Cuộc tập trận được tổ chức nhằm đáp trả đe dọa sử dụng vũ lực của Triều Tiên. Theo đó, ngày 22 tháng 6, Bình Nhưỡng lắp đặt trở lại loa phóng thanh công suất lớn ở khu vực biên giới với Hàn Quốc, vốn từng được tháo rỡ vào năm 2018 sau Hội nghị Thượng đỉnh Hai Miền. Phía Hàn Quốc cũng đang xem xét khả năng khôi phục hệ thống loa phóng thanh được đặt ở 40 khu vực trên biên giới. Một nhóm người Hàn Quốc thả hàng trăm ngàn truyền đơn đính trên bóng bay qua biên giới vào Triều Tiên tối ngày 22 tháng 6. AP dẫn lời nhà hoạt động Park Sang Hak cho biết nhóm của ông đã thả 20 quả bóng bay khổng lồ mang theo 500.000 truyền đơn, 2.000 tờ liền mệnh giá 1 đô la Mỹ và những cuốn sách nhỏ viết về Triều Tiên từ thị trấn biên giới Paju. Ông Park là người Triều Tiên đào tàu sang Hàn Quốc. Người này giải thích hành động của nhóm mình là một cuộc đấu tranh cho công lý, đồng thời nhấn mạnh sẽ tiếp tục thả truyền đơn sang miền Bắc. Các binh sĩ và khí tài quân sự của Nga đã tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng trước lễ duyệt binh kỷ niệm ngày chiến thắng vào 24 tháng 6 tới. Hơn 14.000 binh sĩ cùng 300 khí tài quân sự đã tham gia tổng duyệt trên các đường phố trung tâm thủ đô Moscow và Quảng trường Đỏ. Đây là cơ hội để người dân Moscow theo dõi các hoạt động chuẩn bị cho lễ duyệt binh ở trung tâm thành phố sau khi lệnh phong tỏa chống dịch viêm phổi Vũ Hán ở thủ đô được dỡ bỏ. Những người tham gia duyệt binh đều được xét nghiệm và không có triệu chứng nhiễm virus. Toàn bộ binh sĩ phải đeo khẩu trang trong quá trình huấn luyện và bị cấm tiếp xúc với những người không liên quan đến lễ duyệt binh. Hãng dược phẩm Seonogi Co của Nhật Bản cho biết hãng này đã tham gia một thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng với trường đại học Nihon, đại học Y Tokyo và đại học Gunma để thương mại hóa một phương pháp xét nghiệm mới phát hiện virus viêm phổi vũ hán trong nước bọt của bệnh nhân. Phương pháp này không tốn kém và cho kết quả trong vòng khoảng 25 phút. Seonogi cho biết công ty này đặt mục tiêu sớm thương mại hóa phương pháp xét nghiệm mới này để đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế và các điểm cách ly. Nhật Bản hiện có tổng số là 17.916 ca nhiễm, trong đó có 953 ca tử vong và 16.133 ca hồi phục. Tiếp sau đây sẽ là một vài thông tin về các nước ở Đông Nam Á. Trong bối cảnh đại dịch viêm phổi Vũ Hán tiếp tục gia tăng ở Indonesia, thủ đô Jakarta ngày 22 tháng 6 kỷ niệm 493 năm ngày thành lập bằng hình thức trực tuyến. Phát biểu tại lễ kỷ niệm ở Tòa Thị Chính, Thống đốc Jakarta, ông Enis Bawedan cho biết, món quà lớn nhất cho ngày kỷ niệm dành cho người dân Jakarta là khi chúng ta kỷ niệm ngày thành lập thành phố thì tạ ơn Chúa, đại dịch bùng phát ở Jakarta hiện đang được kiểm soát. Indonesia hiện có tổng số là 47.896 ca nhiễm, trong đó có 2.535 ca tử vong và 19.241 ca hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Singapore đang là 42.432 ca nhiễm, trong đó có 26 ca tử vong và 35.590 ca hồi phục. Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin ngày 22 tháng 6 khẳng định Trung Quốc đã bồi đắp và vũ khí hóa bãi cạn tranh chấp Scarborough ở Biển Đông. Ngoại trưởng Locsin đưa ra khẳng định trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với đài ABC CBN News rằng một điều chắc chắn là họ đã có một đường băng cho các chiến đấu cơ hạ cánh. Đó gần như là một tàu sân bay không thể đánh chìm, nhưng phía Mỹ cho rằng họ có thể xóa sổ nó trong vòng 30 phút đầu tiên của cuộc xung đột. Ngoài ra, Ngoại trưởng Lóc còn khẳng định việc ba nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ đang hoạt động cùng lúc ở biển Philippines gần Biển Đông không có liên quan đến quyết định tạm không hủy VFA. Ông nói rằng Mỹ đang thực hiện quyền tự do lưu thông ở Biển Đông và đó là quyền quốc tế. Về tình hình dịch bệnh, Philippines hiện có tổng số là 30.682 ca nhiễm, trong đó có 1.177 ca tử vong và 8.143 ca hồi phục. Malaysia hiện có tổng số là 8.590 ca nhiễm, trong đó có 121 ca tử vong và 8.186 ca hồi phục. Thái Lan hiện có tổng số là 3.156 ca nhiễm, trong đó có 58 ca tử vong và 3.023 ca đã hồi phục. Tổng số ca nhiễm lúc này của Myanmar đang là 291 ca, trong đó có 6 ca tử vong và 200 ca hồi phục. Campuchia hiện có tổng số là 130 ca nhiễm, trong đó đã có 127 ca đã hồi phục. Sau đây sẽ là phần tin tổng hợp trong ngày. Trước tiên sẽ là tin tổng hợp tại Việt Nam. Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam chưa ghi nhận thêm ca nhiễm mới, tổng số ca nhiễm trên cả nước đang là 349 ca, trong đó có 328 ca đã hồi phục. Tập đoàn Điện lực Việt Nam sẽ lập đoàn kiểm tra xác minh việc hóa đơn tiền điện tăng vọt. Người trên 16 tuổi sẽ được cấp giấy phép lái xe A0. Sau đây là phần tin tổng hợp trên thế giới. Thế giới trong 24 giờ qua đã ghi nhận thêm hơn 100.000 ca nhiễm mới và hơn 3.000 ca tử vong mới. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới đã vượt mức 9,2 triệu ca. Tổng thống Brazil nói phản ứng của thế giới về dịch viêm phổi Vũ Hán là quá phóng đại. Thành phố Trùng Khánh Trung Quốc có thể xuất hiện lũ lụt lớn nhất trong 80 năm qua. Tiếp theo là phần số liệu tổng hợp theo nguồn Worldometer. Tổng số ca nhiễm trên toàn thế giới lúc này là 9.210.216 ca. Tổng số ca tử vong đang là 474.815 ca. Tổng số ca hồi phục đang là 4.957.180 ca. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta thường cho rằng phải khôn ngoan, thông minh mới có thể làm nên đại sự. Tuy nhiên trên thực tế cho thấy khi chúng ta hiểu bản thân mình và có thể nhẫn chịu tốt mới là người dễ đạt được thành công. Người xưa có câu, vạn sự khởi đầu nan, Đời người muốn đạt được thành công thì sẽ phải có rất nhiều khó khăn, nhất là thủa đầu lập nghiệp. Trong quá trình này thì cô độc chính là cảm giác thống khổ và khó chịu đựng nhất. Hàng ngày lặng lẽ làm việc trong cô đơn tịch mịch, bất kể con đường phía trước mờ mịt ra sao vẫn kiên trì tiến lên. Nếu có thể làm được như vậy, bạn chắc chắn sẽ đạt được thành công lớn hơn so với người khác. Trên đời này không có ai là hoàn hảo và ai cũng có những nhược điểm riêng khi chúng ta thẳng thắn thừa nhận những điểm yếu cũng như sai lầm của mình, chúng ta đã đi được một nửa chặng đường để thành tựu chính mình rồi đó. Hãy là một người dám chịu trách nhiệm bằng cách này, chúng ta đã tự tạo cho mình một tính cách tốt. Sẽ chẳng có gì quá gây gớm nếu phải nói câu tôi xin lỗi, tôi đã sai. Người thành công biết chính xác họ muốn gì và kế hoạch cụ thể để đạt được điều đó. Họ đặt toàn bộ niềm tin vào công việc đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân, đồng thời tập trung đến cùng cho mục tiêu họ cũng biết cách tự thúc đẩy bản thân mình và luôn nhắc nhở bản thân phải cố gắng. Với những người như vậy, thật khó để chúng ta có thể khiến anh ca sao nhãng khỏi mục tiêu và những gì cần phải làm. Thưa quý vị, phần chia sẻ về nhân sinh cảm ngộ đã kết thúc bản tin tổng hợp ngày hôm nay và như thường lệ cuối mỗi một bản tin, Ngọc Trang vẫn hay chia sẻ đến quý vị rằng trong lúc thời gian rảnh rỗi, quý vị và các bạn hãy cùng với những người thân yêu thử tìm hiểu về khí công xem sao. Vì theo như Ngọc Trang được biết, luyện tập khí công cũng làm liệu pháp thật tốt, hỗ trợ cơ thể tái tạo tế bào, trẻ hóa não bộ, tăng cường thể độc, tăng sức đề kháng, giảm stress, giúp bạn kiểm soát cảm xúc và tích cực hơn trong cuộc sống. Quý vị yêu mến hành trình tương lai, đừng quên đăng ký và chia sẻ kênh của chúng tôi. Còn nữa quý vị cũng có thể tham gia group và fanpage của chúng tôi trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin hữu ích đến với cộng đồng. Đường link chúng tôi có để ở phần mô tả ngay bên dưới mỗi một video. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Chúc quý vị và các bạn một ngày thật nhiều niềm vui. Xin chào hẹn gặp lại quý vị và bản tin sáng ngày mai.